Rồi ăn kẹo nha. Này, này, này. Ngon quá. Kẹo ngon quá. Này, ăn ăn. Ngon quá. Rồi, kẹo tiếp. Kẹo ngon quá. Rồi, hạ miếng ra ba cho kẹo này kìa. Kẹo ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Rồi, miếng kẹo nữa nè. Chưa? Ăn, Rồi, nhai nhai đi, nhai đi. nhai đi, còn trong Nhai miệng đi, đi. nhai hết đi. Rồi, hãy đút luôn. Bây giờ. Ngon quá, nè. Giỏi, Kido uống thuốc giỏi quá. Nhà Kido ăn uống kẹo giỏi quá. Đi con miếng nữa nè, mẹ thì. Hút thêm đi. Ngồi đàng hoàng nha cây đô, coi chừng té đó. Ngồi im, ngồi im. Rồi nè, còn miếng nào uống kẹo nè. Kẹo đâu, kẹo đâu? Kẹo này, kẹo không ăn được. Té bây giờ, còn xếp vô. À, hết rồi. Khi đâu uống giỏi quá. Khi mà chúng ta cho bé uống với tinh thần thoải mái thì bé uống rất là dễ và vui vẻ. Còn nếu mà cứ ép thì bé sẽ lè ra rồi ói khóc, tác dụng sẽ không có. Bởi vì nó sẽ không có uống được hết tất cả các cái liều thuốc. Mà liều thuốc một liều thuốc á, khi mà bác sĩ đưa ra thì chúng ta phải cho bé uống đủ thì nó mới có tác dụng. Rồi, xin chào mọi người nha.